Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Đế Vương Công Lược. Tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đế Vương Công Lược Tập 39 Vật biểu tượng sang hồ cảm thấy có lẽ mình đã bị hoa mắt Người là người vương nào? Phòng lôi che đầu vai Máu tươi không ngừng tuôn ra Đầy mắt tràn đầy hận ý Ngũ quan hầu như muốn vặn vẹo biến hình Trong tháp có cái gì? sở uyên lạnh lùng hỏi Phòng lôi hú lên quá dị Xông lên muốn cùng hắn đồng quy vui tận thì lại bị ám vệ dùng roi sắt ngăn cản canh chừng hắn sở uyên cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian chỉ phân phó một câu như vậy rồi xoay người đi xuống núi đá ám vệ đồng thanh hô một tiếng rất đắc ý thế này cũng tính là người cứu giá rồi đúng không dưới chân núi tiêu tiêu nhi vào tháp linh lung rồi vẫn không thấy có gì khác thường nhưng còn chưa kịp tra xét tỉ mỉ thì đã thấy tâm phúc của hắn vội vã chạy vào nói có một thủ vệ chỉ bị đánh ngất xỉu lúc nãy tỉnh lại thì nói người ám sát hắn cũng không phải là vị khách nhân tới từ đông hải kia mà chính là phong lôi tiểu tiểu nhi nghe vậy sắc mặt đại biến cũng không kịp nghĩ nhiều xoay người rời khỏi tháp linh lung nhưng vừa mới ra cửa thì đã thấy quản gia thở hồng hộc chạy tới nói là có một chi quân đội đang bao vây xung quanh sơn trang nghe nói là muốn chóc nã phản tặc quân đội đoàn mạch nguyệt ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó nghe vậy khẽ nhíu mày vừa định đi xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì lại nghe phía sau lưng chuyển tới tiếng bước chân vì vậy cảnh giác xoay người lại Sở uyên nhìn thẳng hắn đoàn mạch nguyệt im lặng Sở uyên nhìn huyền minh hẳn thiết đã rút ra khỏi vỏ một nửa trên tay hắn tức giận nói người cư nhiên không nghe ra được tiếng bước chân của chấm đoàn mạch nguyệt lại câm nín đoàn mạch nguyệt cũng không biết lúc này mình nên giận hay nên cười bước tới viện bờ vai hắn sao ngươi lại tới đây bởi vì kim su đã khôi phục trí nhớ rồi sở uyên nói nghe nàng nói thì dường như thế cục có chút phức tạp ta lo lắng cho ngươi nên vội vàng tới đây đoàn mạch nguyệt lại quét mắt nhìn xuống chân núi quân đội đã tiến vào công phá sơn trang đang đánh nhau kịch liệt với người của lưu thương kiếm cát xung quanh đều là tiếng la hét chém giết và ánh lửa rừng rực. Tiêu tiêu nhi bị ảnh vệ đại nội bao vây lại, thực lực hai phe nhìn qua trinh lệch rất lớn, thắng bại hầu như đã rõ ràng. Phòng lồi đã bị bắt giữ trên núi rồi, hàn vốn định mở chốt cơ quan trên đỉnh tháp. Sở uy nói, ta không vào tháp, đoàn mạch nguyệt đáp, cũng có thể nói là có vào một chút, sau đó từ chỗ tối thoát ra ngoài. Người biết phòng lồi sẽ đối phó với tiêu tiêu nhi sao? Sở Uyên hỏi mới đầu cũng không biết nhưng ta có thể khẳng định rằng trong tháp này nhất định có quỷ đoàn mạch nguyệt nói sau đó thấy tiêu tiêu nhi vội vã chạy tới đây nên cũng đoán ra được năm phần nếu không phải ngươi ra mặt ngăn cản thì chỉ sợ bây giờ tiêu tiêu nhi đã chết không toàn thây rồi ta ra mặt ngăn cản hẳn cũng sẽ không sống được lâu kéo dài hơi tàn thêm mấy ngày mà thôi sở uyên nói theo sở hạng mưu phản lại còn dám đánh lén quốc chủ Bạch Tượng Quốc và công chúa Cao Ly. Chết 10 lần cũng không đủ. Nhưng ta vẫn chưa tìm được tung tích của nhóm người Bạch Tượng Quốc. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Hành động đột ngột như vậy có thể xảy ra chuyện gì hay không? Theo những gì Kim Su nói thì những người này muốn bắt nạp ngõa và khôn đạt sau đó đưa tới phỉ miễn quốc giao cho sở hạng. Cho nên nhất định là vẫn còn sống. Sở huyên nói. Còn chuyện rốt cuộc bị giam ở đâu thì chờ bắt được kẻ chủ mưu phía sau màn rồi nghiêm hình thẩm tra là được đoạn mạch nguyệt gật đầu cũng tốt đi thôi thấy tiểu tiêu nhi đã bị bắt trói sở uyên xoay người đi xuống chân núi đoạn mạch nguyệt đi theo phía sau suy nghĩ một chút lại bước nhanh hai bước đi sóng vai với hắn cả tòa sân trang đều đã bị quân đội khống chế sắc trời cũng hửng sáng tiểu tiêu nhi và phong lôi bị trói gô bằng xích sắt đưa tới trước mặt sở uyên người của bạch tượng quốc đang ở đâu sở uyên mở miệng hỏi tiểu tường nhi ngồi phịch xuống đất không lên tiếng còn phong lôi thì vẫn luôn dùng ánh mắt hoán độc nhìn chằm chằm vào tiêu tương nhi giống như là muốn đem hắn ra ăn thịt uống máu vậy vẫn không chịu nói sao Đội mạch nguyệt đã gỡ mặt nạ dùng để dịch rung xuống thấy hai người bọn chúng như vậy thì bật cười ra tiếng hay là là một khoản giao dịch đi thế nào tiểu tường nhi vẫn cắm chặt khớp hàm không thèm để ý Đoàn Mạch Nguyệt nói Nói ra nơi giam giữ người của Bạch Tượng Quốc Ta sẽ giúp người đem hắn nhốt vào tháp linh lung Thiên đào vạn quả Tiêu tiêu nhìn nghe vậy Đột ngột ngẩng đầu lên Lại thấy người đoàn Mạch Nguyệt nhìn không phải là hắn Mà là phong lôi Ý của ngươi thế nào Đoàn Mạch Nguyệt tiếp tục hỏi Đây là cơ hội báo thủ duy nhất của ngươi Cũng là cơ hội cuối cùng Phong lôi thở gấp ngươi sẽ không nói rồi nuốt lời chứ ngươi điên rồi đoàn mạch nguyệt còn chưa kịp trả lời thì tia tư nhi đã phát rồ trợn to mắt mất khống chế hét lên ta chưa từng bạc đãi ngươi dù chỉ một chút tại sao ngươi lại có thể phản bội ta như vậy ngươi chưa từng bạc đãi ta dù chỉ một chút ánh mắt phong lôi đỏ ngầu Đổ tóc rối bời dính đầy thứ rác rưởi bẩn thỉu nhìn qua thực sự rất giống người điên nhưng rồi lời hắn nói ra lại như tiếng sấm ở trong trái tim tiêu tiêu nhi ẩm ẩm nổ tung người còn nhớ phượng sơn không người đã chết trong tháp linh lung 10 năm trước hắn là con trai ta tiêu tiêu nhi nghe vậy sắc mặt trắng bệch hé miệng như muốn nói gì rồi lại không phát ra được tiếng nào sở uyên và đoạn mạch nguyệt liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu nói đi đoạn mạch nguyệt ngồi xổm trước mặt phong lôi nhóm người kia đang ở đâu dưới tháp linh lung phong lôi nói lối vào địa đạo ở đỉnh cửu mục phía sau núi dưới cây cột màu đỏ thứ ba đến từ bên trái qua ngoại trừ người của bạch tượng quốc trong tháp linh lung kia còn có cơ quan nào không đoàn bạch nguyệt lại hỏi không có cơ quan nào phong lôi nói đoàn bạch nguyệt lắc đầu thiên tân vạn khổ dụ kẻ thù và tháp chẳng lẽ lại chỉ muốn cho hắn chạy lòng vòng trong tháp thôi sao trong tháp linh lung đích xác là không có cơ quan phòng lời nói chỉ có thuốc nổ lời này vừa ra sắc mặt của tiêu tiêu nhi lại càng trắng bệch hơn vài phần trước đó cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được cái người nhìn rất trung thực này lại âm thầm làm nhiều chuyện sau lưng mình như vậy chỉ vì muốn lấy mạng của mình dưới đáy tháp linh lung vốn chỉ là một tầng ám thất dùng để chứa đựng tất cả những thứ không thể đưa ra ngoài ánh sáng bao gồm cả người và vật sau lại phong lôi từ từ lấy được lòng tin của tiêu tiêu nhi xin phép tiêu tiêu nhi cho người mở rộng ám thất kia ra nhưng trên thực tế thì hắn không chỉ mở rộng tầng ám thất này mà còn đào thêm một tầng ám thất bên dưới nữa đồng thời chuyển thuốc nổ và dầu hỏa vào chất đầy trong đó trừ hắn ra toàn bộ công tượng tham gia xây dựng đều bị âm thầm diệt khẩu bởi vậy tiêu tiêu nhi cũng không hề hay biết gì về chuyện này theo thú nhận của phong lôi thị vệ nhanh chóng tìm được đoàn người của bạch tượng quốc trong tầng ám thất dưới thác đầy đủ không thiếu một ai chẳng qua là tất cả đều đang hôn mê bất tỉnh đoàn bạch nguyệt xem xét xong nói là chúng cổ trùng nhưng cũng không quá nghiêm trọng đưa về vương thành là có thể cứu được ngay hiện tại cứ để bọn họ ngủ thêm mấy ngày nữa cũng không sao hơn nữa trên đường về hai tai còn được yên tĩnh lúc xử lý xong mấy chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi còn lại trong lưu thương kiếm cát thì trời cũng đã sáng rõ đòi mạch nguyệt trở lại trạm dịch sắp xếp những chuyện tiếp theo phải làm rồi mới sai người về phòng ngủ sở uyên đã tắm rửa xong đang tựa vào đầu giường chờ hắn đòi mạch nguyệt bước tới cầm lấy khăn tắm bên cạnh giúp sở uyên lau khô tóc sở uyên đưa tay kẹp lấy vạt áo của hắn nhấc lên nhíu mày mấy ngày này người không tắm rửa gì sao đòi mạch nguyệt thức thời đứng dậy tạt dịch nói là vẫn đang đun nước nóng Đoàn Mạch Nguyệt cũng không chờ được, dứt khóa dùng nước lạnh lau người, thay đồ trung y sạch sẽ rồi mới bước lên giường. Sở Uyên theo thói quen xích lại gần, Đoàn Mạch Nguyệt đem người ôm vào trong ngực, thỏa mãn thở dài một hơi. Đôi môi mím chặt vào nhau, đầu lưỡi liếm đối phương một cái, có chút giống tiểu hải tử chơi đùa. Đoàn Mạch Nguyệt cười, xoa xoa vành tai Sở Uyên. Chỉ là một lưu thương kiềm các nho nhỏ, mà cũng sợ một mình ta không đối phó được hay sao? nếu có lần sau thì sẽ thế nào nữa đây sở uyên hỏi ngươi còn muốn có lần sau đoàn mạch nguyệt lưu loát nói không muốn vốn là cũng không lo lắng đâu sở uyên đáp nhưng sau khi kim su kể xong thấy tâm tình của nàng có chút nóng nảy cho nên ngươi cũng nóng nảy theo nàng luôn hả đoàn mạch nguyệt hỏi nói một chút coi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sở uyên đáp không muốn nói Đoàn Bạch Nguyệt thẩm nghĩ Không muốn nói ư Sở Uyên nhắm mắt lại Vì vậy tên Nam Vương liền tự hỏi lại bản thân một chút Tuy rằng chỉ mới tách ra khoảng chừng 10 ngày Nhưng đối với Hai người không hề muốn xa nhau Dù chỉ một chút mà nói Thì cũng coi như là đã xa cách lâu lắm rồi Giờ phút này cũng đã ôm nhau Nằm trong ổ chăn Ai lại thảo luận mấy chuyện xui xẻo Ám sát máu me chứ Nửa tia phong tình cũng không có Hơn nữa còn không cát lợi cho dù là vua một nước chuyện này lại liên quan đến phản tặc loạn đảng nhưng cũng vẫn có thể ngủ thẳng một đêm rồi ngày hôm sau dậy bàn bạc cũng được không cần nóng vội chút thời gian này làm gì vì vậy đoàn mạch nguyệt kể sát vào hồn hồn bờ môi hắn một cái sở uyên miễn cưỡng né tránh đoàn mạch nguyệt dứt khoát lật người nằm đè lên hắn nói ta không nói nữa không nói nữa được không sở uyên đáp ngày mai còn phải lên đường về cung đừng làm rộn có nhớ ta hay không đoàn mạch nguyệt lại hỏi sở uyên bĩu môi đáp không nhớ đoàn mạch nguyệt đem mặt chôn bên cổ hắn hít sâu một hơi chóp mũi hơi lạnh nhưng hơi thở thì lại cực nóng lẩm bẩm lảo bào nói nhưng ta rất nhớ ngươi. nhớ thì cứ nhớ đi sở uyên nói trong thiên hạ này người nhớ thương chậm nhiều lắm đoàn mạch nguyệt bật cười Nắm tay hắn đặt bên gối lại cúi đầu hôn hôn có mang đồ theo không? Sở Nguyên đói, Tứ hỷ không theo tới Người dám để vua một nước Phải tự mình mang mấy thứ đó sao? Đoàn mạch nguyệt nghĩ Sau này dù có quên mặc y phục Thì cũng không thể quên mang theo bên mình Vài loại thuốc mỡ được Không muốn làm người yêu bị thương Nên cũng chỉ có thể khắc chế bản thân Đoàn mạch nguyệt ôm sở Uyên vào lòng Buồn dỗ hắn ngủ Rồi lại luyến tiếc Chốc chốc lại cúi đầu hôn một cái tay chân cũng không thể an phận. Sở Uyên cứ nghiêng đầu trốn, đáy mắt không giấu được ý cười. Có lẽ nói là căn bản cũng lười giấu. Từ lúc nào trên người ngươi có thêm một miếng ngọc bội vậy? Đòi mạch nguyệt cọ cọ trước ngực hắn. Cái này sao? Sở Uyên kéo miếng ngọc ra khỏi vạt áo. Sai người tới Kim Quang Tự giúp ta xin về. Cầu phúc bảo bình an cho ngươi. Trong vương thành nhiều chùa miếu như vậy, cần gì phải tới kim quang tự linh nghiệm lắm sao đoàn mạch nguyệt hỏi đúng vậy sở uyên nắm cảm hắn nhiều năm trước ta từng cho bọn họ xem ngày tháng năm sinh của ngươi kết quả là hòa thượng cả tòa miếu đều đồng loạt quỳ xuống nói là mệnh hoàng hậu đại sở đoàn mạch nguyệt cam nín vì sao không thể là mệnh hoàng phu sở uyên lại cầm ngọc bội nhét vào trong ngực người nhắc tới chuyện này ta mới nhớ đoàn mạch nguyệt nói Lúc ta mới đến Đông Hải Cũng gặp một hòa thượng béo Tự xưng là đến từ Kim Quang Tử Cũng xem cho ngươi một quẻ sao Sở uyên hỏi Cũng cực chuẩn Đoàn Mạch Nguyệt nói Là gì? Sở uyên lại hỏi Đoàn Mạch Nguyệt nói Bảo ta phải cẩn thận một chiếc lá nhỏ Sở uyên không hiểu Diệp Cốc Chủ không tới Vương Thành chứ Đoàn Mạch Nguyệt hỏi Có tới Sở uyên đáp trong lòng đoàn bạch nguyệt lại có hàng vạn con ngựa bắt đầu xếp hàng hí vang sở uyên nói vẫn chưa tới nơi có lẽ một thời gian nữa mới có thể vào cung đoàn bạch nguyệt lại hỏi ở bao lâu người không mong tiểu cẩn đi được đâu sở uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn sở hạng đã đánh tới đầu đại sở rồi chiến sự sắp tới lần này tiểu cẩn và thiên phong cũng sẽ cùng chúng ta xuôi nam nghênh chiến đoàn bạch nguyệt giang tay giang chân nằm trên giường nhìn nóc giường thở ngắn than dài. Đừng làm rộn, sở uyên hơi ngồi dậy. Nhắc tới Kim Quang Tự, đột nhiên ta cũng nhớ tới một chuyện. Người đã từng nghe ai nói về Nam Bồ Tiểu Diệp Tự chưa? Tất nhiên, ở thành Quan Hải, đoàn mạch nguyệt nói, gần như nổi danh ngang ngửa với Bắc Thiếu Lâm, có rất nhiều cao thủ. Lần này tăng nhân của Tiểu Diệp Tự cũng sẽ theo sở quân ra biển ngay chiến sở hạng, sở Uyên nói vài ngày trước phương trượng diệu tâm vừa đưa tới một phong tín hàm chuyện này ta thật sự chưa từng nghĩ tới đoàn bạch nguyệt tặc lưỡi người xuất gia lòng dạ từ bi cũng sẽ bằng lòng làm mấy chuyện giết chóc này sao nếu thế lực của sở hạng càng ngày càng mở rộng thì người đứng mũi chịu xào cũng chính là dân chúng và ngư dân nam hải nên dù là tăng nhân nhưng nếu có khả năng thì tất nhiên cũng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ lãnh thổ sở uyên nói nghe theo lời dạy trong kim cương tâm kinh của bồ tát đây mới là tấm lòng từ bi mà người xuất gia nên có ta không thấy ngạc nhiên chút nào nói vậy cũng đúng đoàn mạch nguyệt gật đầu loại chuyện đánh giặc này cũng giống như đánh nhau vậy càng nhiều người càng tốt là tăng nhân hay người mổ lợn cũng có khác gì đâu người gặp triệu tâm lần nào chưa sở uyên hỏi đoàn mạch nguyệt lắc đầu về lần này có thể gặp một lần sở uyên nói trước đây lúc hắn ở trong cung thường sẽ cùng ta trò chuyện uống trà đối với mọi chuyện cũng đều có lý luận hiểu biết riêng là người sáng suốt khó có trên thế gian này đoàn mạch nguyệt ngạc nhiên còn tới hoàng cung nữa ư sở uyên nói thì sao không được hả được thì tất nhiên là được rồi nhưng đoàn mạch nguyệt sờ sờ cằm đưa tay ôm lấy hắn ngủ thôi từ lúc nào lại lòi ra một đại hòa thượng còn thường cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Người của mình ở trong cung nhiều như vậy mà chưa từng nghe ai mật báo nhắc tới lần nào. Sở Uyên nhướng mi, ngón trỏ lười biếng nâng cảm hắn lên. Nếu ta muốn trốn, người tưởng là mạng lưới ám tuyến kia của người có thể theo kịp sao? Đoàn Mạch Nguyệt căm nín. Cũng không phải là ta muốn trốn, mà là diệu tâm không muốn gặp người. Sở Uyên nằm xuống, khóe miệng cong lên nhìn đỉnh giường. Đoàn Mạch Nguyệt nằm một trận, rồi đột nhiên xoay người để lên hắn, chúng ta rồi ư sở uyên đưa tay vỗ vỗ gỏ má đoạn bạch nguyệt mấy năm nay ngươi còn làm bao nhiêu chuyện mà ta không biết hả đoàn bạch nguyệt cũng chóp mũi mình vào chóp mũi hắn thẩm vấn sở uyên vòng hai tay ôm lấy cổ đoàn bạch nguyệt suy nghĩ một chút nói không ít đoàn bạch nguyệt cắn vảnh tai hắn một ngụm cảm thấy mình rất là thiệt thòi sao thế muốn chút giận ư sở uyên nói giọng điệu không che được ý cười đoàn Bạch nguyệt đưa tay giật vặt áo của hắn ra ồ oh, thẹn quá thành giận sẽ không sợ ta đau sở uyên ngoan ngoãn để hắn rút đi hết y phục đang mặc trên người miệng vẫn không quên trêu chọc đoàn Bạch nguyệt cúi đầu hôn hắn triển miên ngăn chặn tất cả lời nói sở uyên cười ôm chặt đoạn Bạch nguyệt hơi dùng sức hoán đổi vị trí hai người khóa ngồi lên bụng hắn hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của hắn tóc đen dài rất xuống đầu vai khiến đoạn bạch nguyệt càng nhìn, trong lòng càng ngứa ngáy. Ôn đại nhân, bên ngoài tiểu viện, hướng liệt đang định tới tìm hoàng thượng, nhưng còn chưa vào tiểu viện thì đã thấy ôn liễu niên đang ngồi xổm trước cửa bưng tô mì ăn, vì vậy có chút không hiểu. Không có cái bản nào hay sao? Hướng thông lĩnh, ôn liễu niên đứng dậy, đến tìm hoàng thượng đúng không? Đúng vậy, hướng liệt đưa mắt nhìn vào tiểu viện, hoàng thượng vẫn chưa dậy sao? hoàng thượng long thể khiếm an nhiễm phong hàn ồn liễu niên cực kỳ bình tĩnh lưu loát đuổi người hương thống lĩnh cứ về trước đi tối nay hãy trở lại buổi tối là hoàng thượng có thể khỏi bệnh sao hướng liệt hỏi chuyện này thì không nhất định nha ồn liễu niên lập tức nói nếu hương thống lĩnh đã nói như vậy thì sáng ngày mai rồi hãy tới hoặc là sáng ngày mốt cũng được tạm biệt không tiễn mãi tới buổi chiều triệu việt mới tới tìm ôn liễu niên về ăn cơm nghĩ kỹ lại thì chức vị thừa tướng của đại sở thực sự cũng không dễ làm không chỉ phụ tá thiên tử nghị chính mà còn phải giúp thiên tử canh cửa rất là mệt ôn đại nhân vừa đi vừa nói phải ăn giò heo dù sao cũng đã ngồi trước cửa phơi nắng hứng gió suốt mấy canh giờ lại còn vô vị nhạt nhẽo buồn chán muốn chết nhất định phải tẩm bổ mới được bên trong phòng đoàn bạch nguyệt hỏi Bầu trời cũng sắp tối đen rồi Đừng dậy nữa Buồn ăn cái gì Ta đi thông chuyển bọn họ làm một ít Mang vào phòng cho ngươi Loạn đảng vẫn còn đang bị giam trong ngục Mà kệ sao Sở Uyên tự cầm vào ngực hắn Trở về cung rồi thẩm vấn cũng không muộn Nếu người thấy phiền Thì cứ ném hết cho ta cũng được Đoàn mạch nguyệt kéo chăn cao lên Bao lấy hắn Cần gì phải nóng lòng mấy ngày này chứ Sở Uyên bĩu môi Họa quốc ương dân Tay đoạn mạch nguyệt bất động trong giây lát hỏi Người đang nói sở hạng Hay là tiêu tiêu nhi Nói ngươi Đoạn mạch nguyệt căng nín Sở uyên nằm trong ngực hắn Cũng không nói gì nữa Như là đang ngẩn người suy nghĩ sự tình Qua một lúc thật lâu sau Đoạn mạch nguyệt mới nhỏ giọng kháng nghị Không có Có Đường nhìn của sở uyên cũng không xê xích một chút Vẫn như cũ lười biếng nhìn chằm chằm Vào khoảng không thuận miệng nói Chậm nói ngươi có thì ngươi có Đoàn Mịch Nguyệt nói Nha, ngươi là hoàng thượng người định đoạt Sở Uyên rụt người vào trong chăn Lần nữa nhắm mắt lại Xung quanh đều là hơi thở quen thuộc nhất Sau khi thị tẩm cùng người nào đó xong Cũng không mặc y phục Da thịt xích lõa chặt chẽ tiếp xúc với nhau hô hấp nóng bỏng phả vào bên tai Mười ngón tay đan vào nhau Thoải mái đến mức không muốn nói thêm một câu một chữ nào nữa. Thầy hắn mệt mỏi, lại lưu luyến cảm xúc này như vậy. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của hắn. Cánh tay siết lại, ôm chặt vào lòng. Sáng sớm hôm sau, Sở Uyên dẫn người rời khỏi Thừa Châu. Ôn Liễu Niên và Triệu Việt ở lại cùng quan viên địa phương xử lý những chuyện còn lại trong lưu thương kiếm cát. Bên trong xe ngựa, Đoàn Bạch Nguyệt bưng một bát canh nhân nhĩ, nấm tuyết nói. Ăn không? sở uyên đáp không có khẩu vị đoàn mạch nguyệt nhìn thẳng hắn một lúc sau đó nói chỉ là không có khẩu vị nên không muốn ăn không phải là đang tức giận ta đúng không sở uyên chậm rãi dùng giọng mũi hỉ ra một chữ ừ đoàn mạch nguyệt không biết nói sao hoàng hậu mà sủng ai quá cũng không được nếu không sẽ thị sủng mà kiêu rồi dễ dàng rối loạn chiều cương. nói thí dụ như sáng nay vừa mở mắt thì lại bị quấn lấy ư ư một lần mệt mỏi mơ màng bước lên xe ngựa mãi đến lúc này vẫn thấy khó chịu cả người đoàn mạch nguyệt đưa tay muốn ôm hắn nhưng lại bị ghét bỏ đuổi ra khỏi xe ngựa hỏa văn sư đi phía trước chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái ngửa mặt lên trời phì dài một hơi vương ra đoạn niệm dục ngựa từ phía sau tới nói tiểu tiêu nhi đã tỉnh lại rồi hắn nói là muốn gặp hoàng thượng đúng là nóng nảy à đoàn mạch nguyệt nói Chờ về vương thành mà cũng chờ không được Đoạn niệm hỏi Vương gia có muốn gặp hắn không Không gặp Đoạn mạch nguyệt nói Cho hắn chờ vài ngày lại nói Đoạn niệm gật đầu Quay đầu ngựa trở về đội ngũ sau cùng So với tiêu tiêu nhi mà nói Thì phong lôi càng nóng nảy hơn nhiều Nhưng cho dù có nóng nảy hơn nữa Thì cũng không quan hệ gì đến Tây Nam Vương Bởi vì Tây Nam Vương của Hoàng thượng Đã trực tiếp ném hắn cho ôn liễu niên rồi nhìn người trong nhà giam đang phẫn nộ gào thét mắng chửi không ngừng tóc rối bời như tổ quạ nỗ lực muốn phá xích sắt xông lên đầu ôn đại nhân vang lên ong ong trốn sau lưng triệu việt rất muốn tử quan hồi hương bên trong vương thành mọi chuyện vẫn như cũ hai người về tới tẩm cung tắm rửa xong còn chưa kịp nghỉ ngơi uống chén trà thì tứ hỉ đã tới thông truyền nói là đạo đại nhân cầu kiến đoàn mạch nguyệt úp đầu xuống bàn giả chết lại nữa không tới có được hay không đứng dậy sở uyên kéo nhẹ tay áo hắn nói theo chậm tới ngự thư phòng đi tới đó cũng được nhưng phải nói trước là dù lão đầu kia bị ta tức chết cũng không cho phép người tức giận đoàn mạch nguyệt nắm tay hắn đưa lên miệng hôi một cái vẫn ngồi lì trên ghế không muốn động cái gì gọi là sống qua xa xỉ rồi khó chịu khổ chính là thế này đây đã cùng người thương tận hưởng cuộc sống thoải mái rồi Ai còn muốn quản mấy chuyện phiền phức như xã tắc Giang Sơn Nam Dương loạn đảng gì nữa chứ? Ai muốn quản thì cứ ôm về mà quản đi. Nhanh chóng trở về Tây Nam, vò gạo mới là chính sự. Sợ Uyên mạnh mẽ kéo hắn dậy, sửa sang lại y phục lộn xộn trên người hắn. Cẩm lược chảy tóc lại đoàng hoàng, rồi mới kéo người ra cửa. Trên đường đi, Tây Nam Vương lén lén nút nút, đưa tay xoa xoa ra đầu. Kỹ năng dùng lược chảy đầu cường bạo thế này là có thể so ngang với kim thẩm thẩm rồi. Tương lai sợ là sẽ bị kéo chọc đầu. Chúng đại thần ở trong ngự thư phòng đợi thật lâu mới thấy hoàng thượng xuất hiện cùng với Tây Nam Vương. Đào đại nhân, thái độ của đoạn mạch nguyệt cực kỳ hữu nghị. Tây Nam Vương cũng có chuyện muốn tấu trình lên hoàng thượng sao? Đào nhân đức nói, vậy chúng ta có thể lui ra ngoài rồi quay lại diện thánh sau cũng được. Đại nhân khách khí rồi, đoạn mạch nguyệt nói, bổn vương cũng không có chuyện gì muốn tấu hết, chỉ theo tới xem một chút thôi. Đào nhân đức thầm chửi, theo tới xem. Sở uyên phân phó nội thị, ban ghế cho mọi người ngồi. Đoàn mạch nguyệt kéo cái ghế, sột soạt, loảng xoảng đi về phía long án. Lúc tới gần như đụng vào rồi, mới hài lòng phủi phủi ống tay áo, thỏa mãn ngồi xuống. Tâm tình của đảo nhân đức rất là phức tạp, cũng không biết mình nên nói cái gì. Nhìn hoàng thượng vẻ mặt đầy ý cười, thì lại càng choáng váng đầu hoa mắt. Mãi đến khi tấu trình xong mọi chuyện, bước ra khỏi ngự thư phòng rồi, mà tâm hồn vẫn còn lơ lửng như trên mây. Có thể nào là vì Tây Nam Vương hay không a? À? Một vị đại nhân khác muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, đưa mắt nhìn xung quanh một lát, thấy không có người ngoài thì mới nhỏ giọng nói. "Cổ hoa! À? Lời này vừa ra, các vị đại nhân còn lại cũng cảm thấy vô cùng có khả năng lãnh thổ sở quốc bao la rộng lớn. Các nước phụ thuộc và vùng đất được phong vương cũng không hề ít. Nhưng ngay cả thất tuyệt vương mộ hàn dạ đã liên minh với sở quốc trừ khử nghịch tạc tiền triều ở tuyết nguyên Đông Bắc lúc trước. Thì cùng lắm chỉ là gặp ai cũng khoe khoang thiên tỉnh sử cực kỳ ân ái của hắn cùng với vương hậu nhà hắn đồng thời ép buộc người ta tiến hành ca ngợi. Chỉ chuyện đó ra cũng không thấy có gì khác thường. đâu có giống như Tây Nam Vương trong ngự thư phòng hôm nay vậy kéo cái ghế sột sột, xoảng xoảng, chạy loạn khắp nơi. Hành vi thất lễ như thế mà hoàng thượng cũng không trách phạt, thật là giống chúng cổ a. À. Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ? Mọi người vô cùng lo lắng, rồi rít mồm năm miệng mười nhau nhau lên. Đều rất mong ngóng cửu điện hạ sớm tới vương thành, hoặc là thẩm tướng quân trở về cũng được. Bên trong thư phòng, sở uyên gục đầu lên long án, cười khúc khích. Đòi mạch nguyệt hai tay chống cằm, ngồi đối diện, hàng hái nhìn hắn. Lần sau không được làm loạn như vậy nữa Sở Uyên cười một trận xong rồi Mới đứng dậy vỗ vỗ gỏ má đoạn bạch nguyệt Có nghe hay không Đoạn bạch nguyệt kéo tay hắn qua Cúi đầu hôn một cái Đi thôi Xem lạp ngõa thế nào rồi Sở Uyên nói Lúc trước đã cho uống thuốc giải Hiện tại cũng nên tỉnh lại Hoàng thượng Trương Minh Duệ đang chẩm mạch cho khôn đạt Kim Su đứng bên cạnh xem Sở Uyên ra hiệu Bảo hắn không cần đa lễ hỏi thăm đơn giản vài câu, rồi xoay người tới phòng sát vách. Trên giường là một nam tử đen gầy, xương gỏ má rất cao. Tuy sắc mặt nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vài phần phong thái hoàng gia. Chính là quốc chủ bạch tượng quốc, nạp ngõa. Đúng như những gì đoạn mạch nguyệt dự đoán trước đó. Bởi vì mộ dịch ở Nam Dương phát triển mạnh mẽ, nên càng ngày càng có nhiều người phất lên như diệu gặp gió chỉ sau một đêm. Những người muốn chạy tới chia chén canh cũng ngày càng nhiều nhưng khi nhiều người quá muốn làm ăn được cũng không dễ các cảng khẩu trước đây phải cạnh tranh dành khách thương cũng từ từ được lấp đầy thậm chí còn phải chen lấn nhau vào lúc này nếu ai có thể mở ra một tuyến đường biển mới thì chính là ngồi mở kho nhìn bạc trắng cuồn cuộn đổ về nạp ngõa biết người nghĩ ra chuyện này không chỉ có mình hắn người muốn mượn hơi đại sở cũng không phải chỉ có mình hắn vì vậy hành trình bắc thượng tới sở quốc lần này ngoại trừ vài thân tín ra thì không ai biết được nhưng không ngờ hành tung của hắn vẫn bị tiết lộ quốc chủ có biết người phía sau màn là ai không đoạn mạch nguyệt hỏi nạp ngọa lắc đầu suy nghĩ một lát lại nói không biết có thể nhờ sở hoàng giúp một chuyện được không mời nói sở uyên gật đầu nạp ngọa nói khẩn cầu sở hoàng phái người âm thầm tới bạch tượng quốc một chuyến xem thử tình huống nơi đó hiện giờ ra sao sở uyên gật đầu được, chậm đáp ứng ngươi. Nạp ngõa nói tạ ơn xong, lại trầm mặc, nhìn qua giống như không muốn nói nhiều lời. May mắn là sợ uyên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, rồi cùng đoạn bạch nguyệt rời đi. Việc thẩm tra của ôn liễu niên thì lại cực kỳ thuận lợi, chỉ vài ngày sau đã phái người đưa tới một đống tấu trương. Nhiều năm trước, trong đám thủ hạ của Tiêu Tiêu Nhi có một đệ tử tên là Phượng Sơn, là con trai độc nhất của Phong Lôi vừa bước chân ra giang hồ tìm một môn phái tạm thời đặt chân cũng là chuyện thường tình bởi vậy sau khi phong lôi biết tin cũng không quá nhiều lo lắng chẳng qua là lần tiếp theo thu được phong thư thì cũng chính là tin dữ trong thư nói phượng sơn bị bệnh chết bất đắc kỳ tử phong lôi xem xong cảm thấy trời đất quay cuồng người độ bạc tiễn kẻ đầu xanh tất nhiên phong lôi sẽ thống khổ vạn phần nhưng rồi có người biết rõ sự tình đưa tới một phong thư Nói Phượng Sơn không phải chết vì bệnh mà là bị tiêu tiêu nhi đem nhốt trong tháp Linh Lung làm vật tế quỷ thần. Đừng nói là thi thể hay cho cốt mà ngay cả hồn phách cũng bị đánh tan. Vì báo thủ cho con phong lôi dịch dung ngụy trang thành người cụt chân nuốt xuống huyết hải, thâm cửu trà trộn vào lưu thương kiếm cát. Tuy đã từng bước lấy được lòng tin của tiêu tiêu nhi nhưng Trung Quy cũng không cách nào tìm được cơ hội đem hắn nhốt vào tháp Linh Lung tế điện nhi tử chết oan của mình. Mãi tới khi nhóm người nạp ngõa bị bắt, đúng lúc đoạn bạch nguyệt cố ý tìm tới cửa, bởi vậy quyết định hành động một lần. Được ăn cả, ngã về không? Hải huyết thâm thù là thù hận sâu tựa biển máu. Tiếp theo phải thẩm vấn thế nào? Đoạn bạch nguyệt hỏi. Còn muốn tới nhà giam gặp tiêu tiêu nhi sao? Nhốt nhiều ngày như vậy, vẫn chưa tự sát, xem ra hắn vẫn còn muốn sống. sợ nguyên nói. Chỉ cần còn muốn sống Thì có rất nhiều biện pháp cạy miệng hắn ra Hay là để ta đi Đoàn Mạch Nguyệt nói Ừ Sợ Uyên gật đầu Thẩm vấn xong nhớ là phải giữ lại mạng của hắn Cho dù phải chết thì cũng để hắn chết Tại tháp linh nung Coi như an ủi vong hồn nam tử trẻ tuổi vô tội kia đi Về phần phong lôi Sát nghiệp chồng chết trên thân Không cần biết năm đó là vì lý do gì Thì cũng là tội không thể tha thứ bên trong địa lao âm trầm tiêu tiêu nhi đang ngồi trên đống sơm dạ đưa lưng về phía cửa nhà giam đoàn mạch nguyệt ra hiệu bảo cai ngục mở khóa sắt tiếng kim loại va chạm vào nhau trong bóng đêm càng trở nên rõ ràng thanh thúy thế nhưng tiêu tiêu nhi vẫn không quay đầu lại đoàn mạch nguyệt nói phòng lồi đã nhận hết tội trạng rồi Người còn định mạnh miệng nữa sao tiêu tiêu nhi chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng hắn ánh mắt tràn đầy phẫn hận Thế cục hiện tại, ngay cả kẻ ngu cũng có thể hiểu được. Phong lôi là cha của Phượng Sơn. Tất nhiên chỉ hận, không thể để sở hoàng đem mình ra thiên đao vạn quả. Cho nên dù không có tội danh, cũng sẽ đặt điều nói ra một đống. Huống chi những năm gần đây, quả thực lưu thương kiếm các vẫn đang âm thầm làm việc cho sở hạ. Người ngoài có thể không biết được nội tình, nhưng bản thân phong lôi lại là nhị đương gia. Hoàn toàn có thể tiếp xúc với những người từng qua lại mật báo cho sở hạng giờ phút này hối hận vì tin người thì cũng đã quá muộn rồi việc duy nhất có thể làm là phối hợp với triều đình diệt trừ nghịch tặc mong sao có thể giảm bớt tội danh nhưng không ngờ suốt đường từ thừa châu trở về vương thành căn bản cũng không ai thèm để ý đến mình thậm chí có lúc ngay cả cơm nước cũng quên mang bụng đói khát khổ cổ họng suốt hai ngày đằng đẵng cũng có càng đừng nói tới chuyện thẩm vấn lúc này khó khăn lắm mới thấy người tới nhưng ngay cả quan phục cũng không mặc cũng không biết rốt cuộc là có chức quan gì. Ngược lại vừa mở miệng đã nói mình mạnh miệng. Tiểu tiêu nhi liễu mạng nén giận dữ và nghẹn khuất trong lòng nói. Ta muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng là người ngươi có thể gặp được sao? Đoạn mạch nguyệt kéo cái ghế ngồi xuống, đưa chân gác lên bàn. Nhìn qua rất là phong thái của viên ngoại ác bá, truyền ức hiếp nam nữ nhà lành. Lười biếng nói. Nói đi. Tiểu tiểu nhi nghiến răng nghiến lợi lặp lại lần nữa ta muốn gặp hoàng thượng. Ngay cả sở hạng cũng chưa có tư cách diện thánh, huống chi là ngươi. Khóe miệng đoạn bạch nguyệt cong lên, ánh mắt lại dần dần lạnh xuống. Phải suy nghĩ kỹ càng một chút, nếu bây giờ không chịu nói, sợ là sau một khắc nữa, người cũng không còn mạng để nói. Hoàng thượng, trong thiên điện, tứ hỷ công công nói, có muốn lão nô truyền thiện hay không? Đợi một lúc nữa đi, sở uyên nói, phần phó ngự thiện phòng nấu ít canh giải nhiệt lát nữa ăn xong đưa vào dạ tứ hỷ công công nhận lệnh lui ra ngoài sợ uyên nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi thuận tay lật xem một quyển sách sắc trời bên ngoài dần dần tối đen gió vù vù nổi lên đoạn mạch nguyệt thì vẫn chưa trở về thẩm vấn một tiêu tiêu nhi mà thôi vì sao lại lâu như vậy sợ uyên cảm thấy buồn bực bảo tứ hỷ giúp mình thay y phục sau đó một mình đi tới điện lao xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lính canh ngục đang ngủ gà ngủ gật thì đột nhiên lại thấy hoàng thượng tới vội vàng quỳ xuống đất hành lễ sở uyên đưa mắt nhìn vào trong địa lao hỏi Tây Nam Vương đâu bẩm hoàng thượng vẫn luôn ở trong đó, chưa từng đi xa lính canh ngục đáp sở uyên đẩy cửa đi vào còn chưa đi qua hai chỗ ngoặt thì đã nghe bên trong chuyển ra một tiếng hét vô cùng thảm thiết sở uyên nghĩ, chắc hẳn Giờ này người bên trong kia đại khái là đã huyết nhục mơ hồ rồi. Cảm thấy có chút đau đầu, vội vàng bước nhanh hơn nữa. a Tiêu nhi lại hét thảm một tiếng. Đoàn mạch nguyệt vẫn ngồi trên ghế như cũ, đưa tay xoa xoa cằm, vô cùng nhàn nhã thong dong Sở uyên đưa tay đẩy cửa nhà giam ra. Những người bên trong cũng xoay người nhìn lại. Hoàng thượng, đoạn rào hết sức phấn khởi, vốn là định gọi tẩu tẩu kia. Nhưng nhớ lại trong này còn có người ngoài nên mới cứng rắn nhịn xuống đó sao nhi sợ uyên hơi ngạc nhiên sao người lại ở đây nhị ca trở về tây nam phủ nói muốn ở lại vương phủ một thời gian nên ta chạy tới vương thành đoạn da phủi tay bỏ tiểu trùng trên tay về lại trong bao bố nhỏ của mình tiểu tường nhi lập tức thở dài một hơi hai chân như nhũn ra cả người nhìn như nửa sống nửa chết sắc mặt trắng bệch sợ uyên đưa tay kéo đoạn dao tới bên cạnh mình ngẩng đầu nhìn tiêu tiêu nhi chỉ thấy hắn y phục chỉnh tề cũng không có ngoại thương thực sự không giống người vừa mới bị nghiêm hình ép cung chút nào vì vậy thầy rất khó hiểu hồi nãy đang hết cái gì ta thật sự không nghiêm hình ép cung a à? đoàn mạch nguyệt cầm sấp giấy trên bàn đưa cho sở uyên nói đây là khẩu cung nãy giờ ghi lại được sở uyên lật xem sơ qua thấy trên đó viết hỗn tạp không ít chuyện đi thôi đoàn mạch nguyệt nói những chuyện còn lại trở về rồi nói sợ uyên gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa mãi tới khi ra khỏi địa lao rồi mới hỏi vì sao hắn lại hết thảm thiết như vậy ta vừa mới thẩm vấn xong thì giao nhi bước vào đoàn mạch nguyệt nói kết quả là tiểu tiêu nhi vừa nhìn thấy hắn thì đã sợ hãi đến hồn bay phách tán suýt nữa đã hồn mê bất tỉnh đoàn mạch nguyệt cũng vô cùng ngạc nhiên ồ sợ uyên nói còn có chuyện này sao vài năm trước Lúc ta đi du ngoạn thì gặp hắn ở bên ngoài thành đại lý. Đoạn giao nói, lúc đó cũng chẳng biết thân phận của hắn là gì. Chỉ nghe thôn dân quanh đó nói là đoạn thời gian đó luôn có nhà phát hiện phần mộ tổ tiên bị đào. Cũng không biết là thần hay quỷ. Hành vi thực sự rất ghê tởm. Là tiêu tư nhi làm sao? Sở uyên hỏi. Đoạn giao gật đầu. Đúng. Sau đó ta ẩn núp giữa rừng núi phải hơn 10 ngày mới bắt được hắn. Ép hỏi tung tích của thi thể thì hắn khai rằng đã chuyển toàn bộ ra biển định đem đi điều chế âm hồn sau khi thôn dân nghe tin này thì đốt lửa thiêu sống hắn ngay lập tức nhưng ca ca vẫn thường dạy ta muốn tất cả các bộ tộc ở tây nam đều phải tuân theo luật pháp của đại sở cho nên ta đã khuyên thôn dân không làm vậy nữa khỏe miệng đoạn bạch nguyệt khẽ cong lên sở uyên đưa tay nắm lấy tay hắn đan mười ngón tay lại với nhau coi như phần thưởng tâm tình của tây nam vương rất tốt quyết định lần này trở về thành đại lý rồi, chắc chắn sẽ phái tất cả mọi người đi chép, sở luật. Mỗi người chết 10 lần, hoặc là 20 lần. Đoạn giao nói tiếp, nhưng chuyện đào phần mộ tổ tiên người khác, thực sự quá ti tiện, bị ổi. Vì vậy ta đã cho hắn ăn cổ trùng, sau đó lại ném cho thôn dân đánh một trận. Sở Uyên nói, là loại cổ gì? Là loại cổ bình thường ta nuôi chơi. Sau khi cổ trùng xâm nhập vào tủy xương, thì người bị trúng cổ sẽ phải chịu đau đớn, sống không bằng chết trong 3 tháng. Nhưng sau 3 tháng thì cổ trùng sẽ tự động chết đi. Người trúng cổ cũng trở lại bình thường. Chỉ muốn trừng trị hắn một chút mà thôi. Đoạn sau nói. Sau đó ta giao hắn cho quan địa phương xử lý. Cũng chưa từng hỏi lại xem thế nào. Không ngờ hắn có thể chạy trốn được. Thảo nào lúc nãy vừa thấy người thì hắn lại hết thảm thiết như vậy. đòi mạch nguyệt vỗ vỗ bờ vai đoạn giao. Tốt lắm, còn thuận tiện hỏi thêm được một chuyện chuyện gì sở uyên hỏi đoàn mạch nguyệt đáp ngươi còn nhớ lệ thước không sở uyên gật đầu tất nhiên là nhớ rồi chỉ bằng một câu ta và tây nam vương đã từng có phù thê tri thực nghe được ở thiên ưng các lần đó là đã có thể nhớ kỹ cả đời nàng gặp được sở hạng ngoài thành đại lý cũng trong khoảng thời gian đó đoàn mạch nguyệt nói tiểu tương nhi đã thú nhận rồi hắn nói số thi thể năm đó đào được là thứ sở hạng yêu cầu sau khi vận chuyển đến nam dương thì sẽ có người tiếp nhận sau đó sẽ đưa tới nơi cuối cùng cũng chính là phỉ miễn quốc có lẽ lại muốn làm vu thuật cổ thuật gì đó vậy vì sao sở hạng phải giả mạo ngươi tiếp cận lệ thước sở uyên lại hỏi đoàn mạch nguyệt lắc đầu tiểu tiêu nhi chỉ nói đoạn thời gian đó sở hạng cũng đang ở thành đại lý nhưng hắn cũng không biết lý do là gì lại càng không biết còn có một người tên lệ thước. Theo những gì hắn khai báo hôm nay, thì dù lưu thương kiếm các vẫn luôn làm việc cho sở hạng, nhưng cũng không tính là tâm phúc. Sau khi sở hạng lưu vong tới Nam Dương, vì sợ bị triều đình nhìn ra manh mối, nên càng ít lui tới hơn nữa. Ừ, sở uyên gật đầu, đưa tay lấy mảnh lá khô mắc trên đầu hắn xuống. Đoàn mạch nguyệt cười cười, tiếp tục nắm tay hắn bước về phía trước. Còn chuyện bạch tượng quốc lần này thì tiêu tiêu nhi cũng chỉ thu được mật hàm của sở hạng, lệnh cho hắn âm thầm bắt cóc nhóm người này, sau đó đưa tới bạch tượng quốc, cũng không nói rõ nguyên nhân. đưa tới bạch tượng quốc sao? sở uyên không hiểu. lúc đó ta cũng tưởng tiêu tiêu nhi nói nhầm, nên đã hỏi thêm một lần nữa để xác nhận. đích thực là bạch tượng quốc, nói chuyện đến đó rồi, ắt sẽ có người tới tiếp ứng. hắn không cần phải nói dối trong chuyện này. còn lý do là gì? thì chỉ cần hỏi nạp ngõa và kim su xong là có thể hiểu rõ ràng hơn. Đợi mấy ngày nữa đi, dường như tinh thần của nạp ngõa không được tốt. Sở huyên nói, cũng không vội một hai ngày này. Tùy ngươi, đoàn mạch nguyệt dắt tay hắn trở về tẩm cung. Ăn cơm xong rồi sao? Vẫn chưa ăn, chờ ngươi. Đoạn dao đi phía sau, nhìn bóng lưng của ca ca và tẩu tẩu, rất muốn ỏa khóc một phen. Loại cảm xúc gần tới bạch đầu dai lão này đơn giản tốt đẹp bởi vì có thêm đoạn giao nên bữa cơm tối cũng phong phú hơn thường ngày một chút đoạn giao đã thấy đói từ lâu nãy giờ bụng cứ kêu rột rột mãi nên vừa cầm chén lên đã bắt đầu yên lặng tập trung tinh thần vào việc ăn uống hạ đũa như bay quả thực có vài phần phong thái của ôn đại nhân sở uyên không có khẩu vị gì chậm rãi bồi đoạn mạch nguyệt ăn cơm xong lại gọi tứ hỉ mang chén canh giải nhiệt tới cái gì vậy đoạn mạch nguyệt hỏi toàn là mùi thuốc đông y, có thể thanh nhiệt hạ hỏa. Sáng nay thức dậy nghe giọng người cũng khàn khàn rồi. Sở Uyên đưa muỗng cho hắn. Bình thường bảo người ăn ít ớt một chút, người lại không chịu. Ta chịu, sao ta có thể không chịu được? Đoàn Mạch Nguyệt nhỏ giọng nói. Người nói cái gì, ta cũng chịu hết. Sở Uyên cười cười, nhìn hắn húp từng muỗng, từng muỗng canh. Đoàn Tiểu Vương gia cảm thấy mình rất dư thừa. Sở Uyên nói. Sao Nhi đi đường cũng mệt mỏi rồi Mau về nghỉ ngơi đi Ta đây đi liền Đoạn dao đứng bật dậy Chạy ra ngoài nhanh như gió đoàn mạch nguyệt hút muỗng canh cuối cùng nói Đêm nay ta phải luyện công Một mình ngươi cũng phải đi ngủ sớm đó Biết chưa Nửa đêm rồi luyện công cái gì Sợ huyền quả nhiên nhíu mày Bồ đề tâm kinh Ngày 15 mỗi tháng đều phải vận công đoàn mạch nguyệt nói Nhưng cũng không phải để trị thương mà là để thanh tẩy nội lực thôi. Ta đi cùng ngươi được không? Sở Uyên suy nghĩ một chút hỏi. Cũng được, Đoạn mạch nguyệt gật đầu. Đúng lúc cho ngươi xem chiêu thức nội lực của bồ đề tâm kinh luôn. Trong cung có một khoảng đất trống lớn, là nơi Sở Uyên thường dùng để luyện võ. Sau khi giải tán toàn bộ cung nhân, Sở Uyên ngồi trên băng ghế đá xem đoạn bạch nguyệt luyện công. Có thể là vì ánh trăng ngày rằm sáng rõ, nên huyền minh hẳn thiết nhìn như khối sắc vụn cũ kỹ vào ban ngày cũng trở nên sáng loáng rạng rỡ hơn giữa những tiếng leng keng phát ra lúc luyện kiếm dường như ngay cả lá cây xung quanh cũng rung động theo không ai biết rốt cuộc bổ đề tâm kinh có gì huyền bí thậm chí nhìn qua còn thấy khắp nơi đều là sơ hở không xứng với danh sưng tuyệt học thiên hạ chút nào sở uyên quan sát một lúc lâu rồi tiện tay rút cây long ngâm kiếm trên kệ để binh khí ra tung người tấn công đoạn bạch nguyệt không ngờ hắn sẽ đột ngột ra tay như vậy. Đoạn bạch nguyệt lắc mình tránh thoát, nhìn phần kiếm rét lạnh dài ba tấc quét qua trước mặt mình nói. Mưu sát phu quân hả? Võ công của sở uyên phần nửa là học từ sư phụ trong cung, phần nửa là học từ nhật nguyệt sơn trang, nhấc tay thành nhã như gió. So với bổ đề tâm kinh khắp nơi đều lộ ra sơ hở mà nói, thì chiêu thức nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều. Khóe miệng đoạn bạch nguyệt cong lên, trao huyền minh hàn thiết vào vỏ, rồi tay không bồi hắn so chiêu. Đã nửa đêm rồi mà hoàng thượng của ta vẫn còn đang luyện công sao? Lưu đại quýnh đi ngang qua, từ xa xa nhìn thấy, giật mình kinh ngạc thốt lên. Bẩm đại nhân, cũng không phải chỉ có một mình hoàng thượng, mà còn có cả Tây Nam Vương nữa. Nội thị trả lời. Cái gì? Lưu đại quýnh còn chưa kịp nói gì, thì đào nhân đức đứng bên cạnh hắn đã cực kỳ hoảng sợ. Võ công của vị Tây Nam Vương này cao đến tả môn, già chiều vô cùng âm ngoan trên người còn có độc nữa chứ vì sao hoàng thượng có thể lơ là như vậy lưu đại quýnh kéo hắn lại người tập võ cũng không thể ngày ngày luyện kiếm với cái cọc gỗ vô trì vô giác được hơn nữa hoàng thượng của ta cũng là cao thủ mà sắp tới còn phải dẫn binh đi nam hải luyện công nhiều một chút cũng không có gì không tốt vậy sao không luyện công với người nào khác tây nam vương thì không thể được a à? đảo nhân đức dậm chân vì sao lại không được chứ? Lão đào, lão đào. Lưu Đại Quỳnh nhanh chóng chạy theo. Vì sao ngay cả mình cũng kéo không nổi người này chứ? Tay phải đoạn bạch nguyệt nắm cổ tay của sở uyên. Hơi dùng lực siết một chút. Sở uyên lập tức cảm thấy cánh tay tê dần. Lòng ngầm kiếm rơi loảng xoảng trên mặt đất. Bản thân hắn cũng được đoạn bạch nguyệt ôm từ giữa không trung thả người xuống đất. Cho ta xem một chút, vừa rồi đánh có đau hay không? Đoàn Mạch Nguyệt ôm lấy hắn từ phía sau, vừa định nắm tay hắn lên xem, thì thấy trong khu rừng phía trước đột nhiên xông ra hai người. <laughs> Lưu Đại Quỳnh đưa tay vịn hai nội thị đứng bên cạnh mình, ngó trước ngó sau, làm ra vẻ mắt mờ tai điếc, không thấy rõ bất cứ cái gì xung quanh. Đảo Nhân Đức vô cùng kinh hãi, lớn tiếng nói, mau buông hoàng thượng ra. Hai tai Lưu Đại Quỳnh nổ ong ong, trong bóng tối nhè răng trợn mắt, Sở Uyên âm thầm đạp trên người nào đó một cái. Tây Nam Vương đành phải, tâm không cam, lòng không nguyện, buông tay ra, đứng thẳng người dậy. Hoàng thượng, đảo nhân đức vội vã chạy tới gần, có cần phải truyền ngự y không? Đoà Mạch Nguyệt cam nín. Thái phó đại nhân lo lắng nhiều rồi, Tây Nam Vương chỉ cùng chẫm luận võ mà thôi. Sở Uyên mặt không đổi sắc nói, cũng không phải đánh nhau, bị thương gì đâu. Vậy là tốt rồi, Đảo Nhân Đức thở phào nhẹ nhõm vừa tới đã thấy Tây Nam Vương ôm cổ Hoàng thượng từ phía sau còn tưởng là muốn hành thích vua xoán vị cái mạng giả này cũng bị dọa bay hơn phân nửa rồi đã trễ thế này rồi sao Tài Phó Đại Nhân vẫn còn ở trong cung Sở Uyên hỏi bẩm Hoàng thượng, đêm nay Lão Thần đã cùng Lưu Đại Nhân tới Tảng Thư Các xem các tư liệu khi chép lại về Nam à, Lưu Đại Nhân đâu Đảo Nhân Đức nói xong một nửa xoay người lại nhìn khoảng không phía sau mình cảm thấy rất là buồn bực đoàn mạch nguyệt sâu xa nói đã đi rồi thái phó đạn nhân cũng về phủ nghỉ ngơi sớm đi sở uyên nói nếu không người nhà sẽ lo lắng chạy vào cung tìm vậy lão thần xin cáo lui trước đảo nhân đức khom người hành lễ đi được một hai bước ngẫm lại vẫn thấy lo lắng vì vậy xoay người nói tề nam vương cũng đi đúng không cùng nhau đi đi Đoàn Mạch Nguyệt cảm thấy rất là buồn bực. Rõ ràng là ta không hề lên tiếng. Vì sao lại phải đi cùng ngươi? Sở Uyên nhẫn cười, phất tay gọi ảnh vệ tới. Nửa lừa gạt, nửa ép buộc đưa đạo nhân đức về phủ. Tương lai chúng ta thành thân, lão đầu này sẽ không gây ra phiền phức gì đó chứ. Đoàn Mạch Nguyệt tự cảm lên vai Sở Uyên. Có ta ở đây. Sở Uyên dựa người vào lòng hắn. Còn sợ đám người trong chiều này ăn ngươi hay sao? ta không sợ bọn họ ăn ta đoạn mạch nguyệt nắm bờ vai xoay người sợ uyên lại đối mặt với mình nằm đó trước lúc băng hà tiên đế đã giao phó ngươi cho hắn bình thường thì không nói làm gì nhưng nếu chuyện có liên quan đến xã tắc giang sơn thì hắn có thể đánh ngươi cũng có thể phạt ngươi ta phải nói trước một điều để lúc đó nếu hắn thật sự dám bắt ngươi quỷ trước linh vị tiên đế đánh ngươi một roi ta nhất định sẽ đập nát cả tòa phủ thái phó sở uyên đứng dưới ánh trăng nhìn hắn cười Tiểu ngốc, ta nói thật đó Đòi Mạch Nguyệt bất đắc dĩ nói Người thật sự cho rằng Ta vẫn là người vừa mới lên ngôi sao Sở uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn Ta muốn Giang Sơn Cũng muốn ngươi Cho dù tương lai sẽ cùng ngươi quy ẩn nơi thâm Sơn Thì cũng phải là chính bản thân ta muốn đi Mà không phải bị người khác bức đi Hiểu chưa Đòi Mạch Nguyệt gật đầu Chử ngươi ra Thật sự không còn ai khác trên thế gian này Có thể đánh ta Sở Uyên nắm tay hắn, chậm rãi trở về cung. Đoàn Mạch Nguyệt mở to hai mắt. Ta đánh ngươi khi nào? Sở Uyên lập tức nói. Mới vừa rồi. Đoàn Mạch Nguyệt căm nín. Sở Uyên lại bổ sung. Còn có năm mấy? Lần đầu tiên gặp nhau. Đoàn Mạch Nguyệt thực đau đầu. Vì sao lại thủ ra như thế? Cho người đánh lại hai lần có được hay không? Hết tập 39 Các bạn vừa được thưởng thức Tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.